Rồi mình chào anh em nhé. Thì giờ mình ít pha phê cái mình chảy quá, mình không có thân mười mấy, mình không có làm nước. Tại hôm nay mấy về không có làm nước hai bữa, gán lạnh nước nói chuyện cho. Tại mình uống cà phê nè, mình cũng đừng anh em vô mình lẫn bất công nha, đừng có mình lẫn. Tại vì cái nào mình có hứng á, khi nào mình có hứng á, mình mới lên đây mình gọi nói chuyện với anh em một đoạn một à. Một phân một vậy đó, thì mình ngồi nói chuyện như là rất tự nhiên, là mình lúc nào uống cà phê bình thường, chứ không phải là ly cà phê này là để trưng bày như này. Mình ngủ vừa là uống cà phê vừa làm liếc là mình nói chuyện rất tự nhiên, chứ không phải là mấy anh em nhiều anh em đừng nói hừ đây nói chuyện cái uống đây nói chuyện mà uống 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 cái nó không có được tự nhiên, không được này được nọ em, nên nó đủ thứ chuyện chứ. Thì mình nói em đừng bao giờ suy nghĩ gì như đó, tại vì mình cầm ly cà phê này nhà mình nói chuyện lúc nào cũng vậy, là mình nói chuyện rất tự nhiên, ly cà phê để mình uống hàng ngày, chứ không phải là mình làm ly cà phê cái mình để mình làm liếc chân cái nó tan đá bỏ không hiệu quả nè. Nên mấy đêm đừng có nói chuyện, đừng có bình luận vô, mình tại tật mình vậy rồi, mà nói chuyện tự nhiên với anh em có hứng mới ngồi nói chuyện được, không có hứng nói chuyện được mới hiện khó nói chuyện, tại vì mình đâu có kịch bản bỗng như đó. Ừ, như anh em hỏi gì mình thấy cái đó mình lấy ra mình hứng lên cái ngồi mình nói chuyện tăng một vậy, đúng không? Cái là kiểu ngẫu hứng của mình nha, mình không có làm clip là nhiều khi ấy, có khi ấy, có lúc mình ngồi coi tivi cái buổi trời mình ngồi coi hoài nhưng mình không có làm clip, mình không cái đầu óc mình nó không có cái gì để mà làm nhé, nó không có được thoải mái là đủ hứng là mình không có làm clip được. Bởi vì khi mình ngồi mình cũng vẫn mình vẫn ngồi ở đây mình coi tivi, nhưng mà tại sao không làm clip, tại vì mình không có hứng. Nhớ nha, đừng có mình lẫn vô cái vụ của mình nha. Thì đó là một cái đầu tiên clip mình nói chuyện cho nó vui nha. Rồi mình nói về cái vấn đề có người anh em hỏi, người cháu hỏi bên cái TikTok á, hỏi là nuôi gà căng ký để biết cái form của nó và con tai của nó, hay là cái đó hay căng, phải là căng ký để biết tướng biết form con gà, hay là mình phải nuôi gà cảm nhận bằng tai nó biết con gà lên xuống. Thì cháu nói là có ông chú ở xóm thấy nó cháu gà của cháu nó ốm nó kén ăn, mà ông cứ nói là con gà nó vậy không sao nó khỏe. Bởi nuôi gà cái một cái người nào mà như mà chỉ đúng biết á, mà chia sẻ chỉ đúng cho đứa nhỏ thì đứa nhỏ nó làm đúng thì không nói, mà chỉ như là như bấy giờ đó mình trải nghiệm cho mọi người ta ghét mình á, nếu như người ta ghét mình nha thì nó sẽ chỉ đại với bà càng cho mình thôi, nhưng mà mình nuôi con gà không bao giờ tốt, là cũng do một câu nói thôi. Bảo anh nói là nuôi gà một câu nói làm hư một cái hại. Bao nhiêu người mà hồi lúc mình còn nhỏ cứ tỏ vẻ ra đây là biết nuôi gà này nọ, cái mình lại mình dòm cái nó như là nó khi dễ mình, nhưng nhỏ biết chứ, nó làm mắc cự lắm. Tới giờ lớn lên gạo sự ra mấy người đó không biết nuôi gà, chỉ biết thấy nhỏ thì nói nọ thôi tập bậy bạ vậy đó, chứ sự lớn mình mới biết là mấy người đó không biết nuôi gì con gà luôn, không biết nuôi gì con gà hết, nhưng mà họ có vẻ là họ là biết đầy đủ hết. Bởi đi ra đường mình chơi chưa bao giờ mình chỉ bất cứ ai một cái gì ở ngoài, con gà anh em nuôi cái gì cả, anh em không bao giờ mình có ý kiến, anh em nuôi sao cả anh em không bao giờ hỏi. Thì chừng nào mình con gà mình đang nuôi anh em hỏi mình đó, con cháu nó hỏi mình đều chỉ hết. Mà giờ con cháu nó chỉ, nó hỏi mình nhiều khi mình chơi mình chỉ nó, mà nó chỉ ngược lại mình luôn, mấy nó có biết gọi mà sự ra nó không biết gì hết luôn, nó không biết gì hết luôn, nhưng mà nó vẫn cố vẻ cố tỏ ra là nó nguy hiểm. Đúng không? Nhưng mà sự ra mình hỏi ra nó không biết gì hết luôn, mà như nó vẫn to tỏ ra rất là biết hết gì đó, nhưng mà không biết gì hết. Bà nói nuôi gà là đường 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 về đường còn dài lắm, tự mình tự mình dạy ngày đó, tự dạy mình luôn, rồi mình tự học hỏi là do mình, chứ không có bao giờ đừng bao giờ nghe ai tác động vật lý. Nhiều cái nó nhiều anh em hỏi mình nhiều cái mà người ta này cái chỉ á, mình thấy nó rất là tức, mới rất là thấy tào lao nhiều, nó không đúng mà tại sao lại chỉ chỉ rồi nó, nếu mà làm vậy thì nó hư một cái thế hệ dài. Và anh em biết không, cái gì mà cảm nhận bằng tai bằng mắt bằng đầu óc mình nhớ nó sẽ có kết quả hơn. Với nuôi gà người ghét hơn nó không sao, người ghét đi rồi chỉ cho anh em như thế nào, đúng không? Đã sai rồi thì chỉ càng lúc càng sai, bởi nuôi gà là vậy đó.
chưa bao giờ cái đường mình ra bất cứ gặp ai luôn, là chưa bao giờ mình hỏi, là chưa bao giờ mà mình chỉ cái gì người ta hỏi mình cũng dạ vậy thôi chứ mình không biết gì. Nuôi gà cảm nhận bằng tay hay là bằng căn? Căn ký thường nuôi gà căn ký làm gì? Căn ký để biết con gà số ký nó bao nhiêu để dễ giao dịch. Căn ký để làm gì? Để cấp trạng dễ, biết mấy ký để cấp trạng. Còn hồi xưa không có căn ký nè, hồi xưa là vô tay bợ lên bợ lại qua bợ lại vậy nè, chứ không có căn ký. Nhưng mà cái bộ tay người ta bợ giết người ta quen, nhiều người anh em nói thiệt, cầm con gà lên là người ta nấu cái 1, 3 ký 2, 3 ký 1, 2 ký 9, 2 ký 8 để đến căn y chang luôn. Thường đọc những thường cái câu những cái chọc chọc vô trời trời cái căn nổi bằng tay, cái căn ý nó là làm bộ nó lại cho chọi cái căn này nhảy kim rồi đó, cái căn là một cái căn làm cái tay của mình đó, thấy không, chọc rồi đó. Chính xác chứ trời. Căn con này là mấy ký rồi, con này hồi đó cấp gà nổ lắm, lấy cái căn ra không chịu, nhưng có cái căn để nhà để căn con gà biết mấy ký hơn đi hẹn thôi, chứ ra không có cần, chỉ là biết vô tay cái bên đây nó phao hơn là bên đây nó gỉ hơn là nó gì là đủ cái gì đang cấp đang chấp đó. Bởi vì mới có cái chuyện là căn gà bằng tay, bên nên nuôi cảm nhận bằng tay hay là căn ký biết form. Căn ký biết form để làm gì? Để biết con gà với cái tướng nó là nó 2 với 8 mà nuôi lên 3 ký thì mình chỉ biết vậy thôi, đó mình gia giảm xuống thức ăn. Nhưng mà anh em không có biết cái chuyện mà nuôi gà phải cảm nhận bằng tay. Căn ký tính sao? Đầu tiên mình phải biết cảm nhận bằng tay. Nuôi con gà nó khô, thứ nhất là nó khô quá nè, hay là con gà nó cứng quá, hay là con gà nó mập quá, nó liều phiều quá, đều cảm nhận bằng tay, chứ không có căn là biết hết. Anh em biết không? Cảm nhận bằng tay, chứ không có căn là biết hết. Cái ăn biết là lúc nào, lúc mà con gà như 3 kg nó còn 2,6, 2,5 là biết á. Trời ơi, con gà đó không giữ người trời. Cứ nói đó, phải nuôi gà mà nói anh em thường, anh em phải cảm nhận bằng tay. Con gà này khô, con gà này nó cứng quá, con gà này còn liều phiều, cho chạy này nọ đồ gì đó, cho nó ăn ít lại chút, con gà này hay mập, cho ăn ít lại, cho nó vận động nhiều chút, cho nó tan mỡ, đó. Rồi cảm nhận con gà nó săn là như thế nào, đủ tay rồi, đủ tay làm gì? Mình biết gia giảm lượng thức ăn cho nó, chứ không phải con nào cũng ăn như vậy hết. Nhiều anh em nuôi gà, một cái sai lầm của anh em là ăn để một đống vô cái một cống dùi, nó ăn gì nó ăn. Là một cái sai lầm của anh em á. Nuôi gà nó kết hợp nhiều cái luôn, chứ không phải là như vậy là cũng đủ anh em. Mình cần nuôi con gà này nó lên ký nè, tại mình cảm nhận bằng cái tay của mình, bóp thêm cái lưng vuốt xuống cái hông của nó, con gà này nó ốm, con gà này nó mập. Để làm gì? Để biết con gà tai xương đường tàu ức cu gì đó. Con gà tai xương thì nó như thế nào? Con gà tai xương thì cái lúc nào cái lượng nó cũng hơi cong, nhưng mình cảm nhận anh em cầm anh em lúc nào nó gà hơi ốm. Thật sự nhiều con á, anh em chưa thấy nhiều con nó tai xương đâu, nó cong dưới này nào mình cầm cái lưỡi hái mà đưa dưới tay mình luôn, nó lượn á, chứ lò lưỡi hái là lượn ốm đó. Nhưng mà sự không phải, nhưng mà cái lưng nó rất là bự cái này, cái hông nó nở vậy nè, chà bá luôn. Rồi đó có ông anh ông ba ông nằm rồi, ông chạy ông bắt con gà đó về lên, ông nói chuyện với mình, ông hỏi con gà này, ông thử mình nha, ông ghé mình, ông đi về ông ghé ông thử mình con gà này, ông nói là nó ốm hay là nó mập. Ông thử mình nhưng mà quên tên đúng rồi. Thì ông đưa con gà đó gà điều, mình nói ông giật mình, con gà này nó là tay đủ tay rồi, găng rất là dữ luôn. Ông mới cười, thấy tên là có lượng con gà nó là đường tàu, nó cong xuống mà cái đùi nó bự anh em. Ông cắt lông đùi luôn, tỉa lông đùi con gà luôn đó, ào cái lưng con gà chập bá vậy nè. Ông thử mình. Anh em vô luôn chơi mà ghé vô luôn chơi thì mình nhớ con gà của ông. Thì bởi vì nuôi gà anh em cảm nhận bằng tay, chứ không có cảm nhận bằng mắt. Nhìn phơm cũng chất quá, nhìn không được. Như con gà sắm vàng mình quay lên hồi nãy, mình đăng lên chiều, có người em nói vô là con gà hay mập, nhìn tướng rất mập. Tôi lố tay, xin lỗi anh em nha, mình nuôi gà đừng bao giờ nói con gà nào lố tay với mình nhé.
con gà mình thường xuyên mình cầm mình cảm nhận là mình biết mình kêu lính mà nào gia giảm bước ăn, con gà này cho ăn ít lần chút, con gà này cho ăn nhiều lần chút đó. Mình dạy lính mình cho anh cái gì cũng dạy cho anh để biết làm gì, để tập cho nó từ từ để ngựa nó kế thừa. Có người biết nuôi gà thì nói chung nuôi gà là vậy đó anh em, phải tự cảm tập cảm nhận bằng tay. Thì mình chỉ anh em cái cảm nhận đầu tiên của anh em là bóp cái lưng con gà, bóp nhẹ cái lưng của nó, nếu cái hông nó nở mà tay nó lường tàu tới xương á, thì con gà đó là đủ tay rồi, không phải là tay nó mập lên đâu nè. Cái lường tàu tay xương á thì mình chơi gà mình biết cái cánh mà trên vợ mình á, trên trời mới là những cái cánh đó là chỉ vô tay thôi, vô tay thôi, con gà nào ức cu là lúc nào nó cũng thôi con gà kia hết. Bây giờ trước đó anh em lên chợ mới săn cây me hay gần chỗ đó trên đó đó, đá nó cũng không lớn nhưng mà nó rất là ngộ, vô tay đều rang hết luôn hồi 2 năm 3 4 năm về trước, còn bây giờ thấy là ít vô tay nữa nha, là nhiều người ta phải không cho. Còn hồi đó luôn mới lên vợ mình chơi học mà chưa cưới đó, là 12 năm về trước mình ngồi tết mình ngồi ôm mua gà mình lên, con gà mình là nó tay lường tàu mà mình ôm lên là cái lưng con gà mình nở bự lắm, nhưng mà họ vô tay mình ngồi đó là giáp vòng hết cái sân hàng sáu luôn, vô tay hết luôn, ngư nặng vô tay mình không có cho, mình nói sao kỳ vô tay có 2-3 người thôi, vô gì 2-3 người gì mình vô giữ cái thằng ấy. Thật sự nó không phải cái chỗ mình chơi, mình nói nha, nó rất là lạ là đi giáp vòng luôn, hàng sáu bao nhiêu người là giáp vòng vô tay hai bên gà hết, bắt đầu mới phăng ra ngoài mới đá bạc, phăng ra ngoài mới đá bạc nha, phăng ra là biết con gà nào tay sao, là con gà tay bên kia nó chọn không có, nó đá bạc con gà mình còn ăn năm mình nè, ăn sáu năm luôn, năm gử luôn, suốt năm mà con gà mình hơn nó hết luôn. Một hồi mình ăn con gà đó mắc cự lắm, mà họ nó cái đó còn vô tay rồi con nào gì hết, mình tại sao lưng nhà vợ mình con là cũng họ đều vô tay hết, và phải cảm nhận bằng tay để biết con gà nó ốm với nó mập, nhưng mà cái tay con gà là chọn hơn là đá bạc con gà đó. Nhưng mà hàng sáu bao nhiêu người vô tay hết nha, mình không cho họ không chịu, thì anh mình cũng nói gì đó, anh mình kêu là cho vô tay đi dưới đây là vậy á, vô tay hết luôn. Nhưng mà mình lên là năm ngoái mình có đi chơi tết, lúc chơi tết đó, thì cũng vô tay nhưng mà ít chứ không có nhiều, ít chứ không có nhiều. Một lần lúc mà 12 năm gì trước mình mới chưa cưới vợ đó, mình nói em vô tay giáp dọc hết luôn, rất là lạ, vô tay hết luôn. Mình còn mất mình còn nói mà sao ngộ đi vô tay gì kỳ vậy, nhưng mà cái phong tục nó vậy. Còn bây giờ thì mình chỉ anh em nó đơn giản, tại hồi đó mình chưa có làm clip đâu, mình đâu biết gì, trước lúc chưa có vợ là mình chưa có làm TikTok Facebook gì, lòng chưa có biết gì Facebook như là TikTok hay là mình chưa biết cái gì YouTube. Mình mới làm cái kênh YouTube đây 5 năm thôi, thì bây giờ mình mới chia sẻ anh em là cái cách mà biết con gà nó vô tay tốt không tốt á. Chụp cái lưng thôi, mình đi đá không vậy, nhiều người á nó gà đó tướng nó ốm rồi chỗ tay ốm như thường, không phải mình không có cần vô tay luôn, nhưng mình dịnh cái lưng mình bóp, cái lưng bóp xuống như này là biết con gà này nó chạy được, nó không phải nó ốm, nó chạy được mà tại vì cái lưng nó nở, nhưng mà cái lưng nó dưới tay lưng găng, tay găng lưng xương. Đó thì mình nói anh em nó nhiều loại tay lắm nha, rồi biết con gà mình vô tay là biết con gà nó liều phìu, nó con gà liều phìu nó dở lắm, con gà liều phìu là đá một hồi cái là sao nó nhão gà nè, nhiều thằng vô thả gà nè chứ biết thả gà lúc mà đá hồi gà mệt con gà nó nhão nha, nó nhão nó khác, nó nhão là con gà nó đực rồi, rồi vô tay con gà đang đá mà hồi nó cứng ngắc cái lên á là cái thằng vô tay đó đó nó sẽ kêu cái thằng ở ngoài là ra tay đi, con gà nó bị cứng căng cơ rồi. Còn gà phì bọng rồi thằng thả gà nó biết hết, nó đều biết hết, con gà nó bị cựa này nọ nhưng mà tay nó cầm nó cảm nhận bằng tay biết hết, con gà nó là không có bị gì hết, còn nguyên con gà luôn. Còn nhiều khi đá mà em thấy nó cứng nhắc con gà là sao, nó bị căng cơ, nó căng cơ là cái thằng thả gà nó biết, nó kêu nó nhá sau nó ngoài là ra tay đi, ra tay hết. Cho dù đây hắn bạn đã dẫn ra tay người ta sau một hồi con gà đó không nổi, nó căng cơ cứng nhắc cái chân nó không lên, đó là cái đó là cảm nhận bằng tay, nó nhiều cái hay lắm nha nè, đúng không? Nhiều hả khi thả gà đó con gà phì chết, mà con gà phì bị hơi bị bọng gì đó, bị trong gì đó, cái hàng thả gà thì cảm nhận biết hết. Tại sao mà các anh em thấy cái hàng thả gà mà tại sao mà đá con gà nó đang bị tan nhóc rồi, tại sao nó lại vô tay, con gà nó còn nguyên, nó biết con gà còn nguyên, nhưng con gà nó đang hơi bị nhũng nhẽo rồi, nhưng mà nó biết con gà nó còn nguyên tay đó.
thì bởi vì nuôi gà chơi gà nên sẽ từ từ kinh nghiệm sẽ dạy mình. Mình ẩm cũng chỉ có người thả gà nó biết lúc mà đang đấu nó biết thôi, chứ không có ở ngoài đụng vô sao biết. Con gà nó bị gì nó la lại đấy, được, ra tan ra tan ra tan vô tan vô đi, là con gà nó còn nguyên. Cái lúc mà hai con vô gà, bắt gà mà da dòng nó chụp con động được, nếu vô tình mà nó thủ nó bắt ngheo gà mình, nó chụp ngheo gà mình nó bắt bài mình liền. Con gà nó đang khùy nữa là nó biết, là nó đưa qua mình hay là nó bị con gà mình cảm nhận biết, bị nó biết cái gì là nó la lên liền, nó đầu nó đá bạc con gà mình, nó dí xuống liền mà biết con gà mình hồi sẽ sập đó. Bởi vì nuôi gà mình nói là cảm nhận bằng tay, từ lúc nuôi con gà tới lúc cáp chạy con gà tới lúc mà thả gà luôn là đều cảm nhận bằng tay hết. Cái căn không biết, không cái cây cái căn ký không có liên quan gì chứ, căn không biết liên không được cái gì hết. Căn là chỉ làm gì để gà mấy ký có ông kiếm kia chia lên con, có gà mấy ký căn để biết gà làm gì. Gà lúc mình cắp gà căn cũng không cần căn được, nó căn ký lúc đó nó chỉ lúc đó thôi, chứ hầu như là căn ký không có cần lúc nào cho nó ngộ lắm. Mấy anh em nuôi gà là phải tập vô tay, đầu tiên mới tập vô tay mới biết phân cái phơm. Cũng nhờ cái tướng gà đó, nó tướng chừng 2,6 kg thôi mà mình nuôi nó 2,7 kg 2,8 kg rồi, thấy con gà nó hơi lố khung, lố khung đó là mình nên cho ăn lại. Cái tay mình cảm nhận mà, con gà nó khô quá hay là nó mập quá hay là nó cần gì đó thì mình cần gia giảm một lượng hết, mình đều cần phải gia giảm hết nha anh em nhớ nha. Mình cần gia giảm lượng thức ăn là cái chủ yếu, là để con gà mình lên hay xuống là cảm nhận bằng tay để cho ăn, ăn ít thì ăn nhiều. Với lâu lâu nhiều anh em đặt câu hỏi nó cũng rất là hay, nó vô ngay cái chủ đề mà để làm clip ấy, thì mình sẽ chia sẻ cho anh em á. Với nuôi gà anh em phải tự tập nha. Mình cầm thôi để tập làm gì, mình phải tự tập là mình cầm con gà ốm nè, rồi con gà thời gian lâu lắm tại vì có mình chỉ anh em, nó đơn giản, còn anh em phải tự học á, thì tự tập. Mình đeo tay con gà nó ốm nè, đã biết con gà con gà này hơi khô, mình cầm con gà nghe, cái con gà lông nó cũ vậy đó, mình cầm cho biết con gà này tới khô để mình nhớ đó, để mình nhớ nghe. Rồi con gà này nó mập quá nè, con gà này nó hơi liều phèo nè, con gà này nó săn nè, con gà này cứng quá thì phải cần gia giảm lên hết. Thôi con gà căng cứng á, là những nhiều lúc anh em bị cũng sổ á, sổ nhiều là con gà nó cũng căng ha, hay mình tập phải dục cho lực cho nó nhiều quá đi, nó chạy nhiều quá con gà nó cũng căng cờ cứng nhắc. Cái mình không biết vậy, mình không biết, anh em không để ý nha. Bởi vì nhiều khi anh em nói lợn gà sao nhà sổ ok lắm, sao mà sao sổ ok lắm tới giờ bị đá gà đá không nổi. Thật sự nó lại vậy anh em vô tay nhiều trường hợp nha, mà nói nhiều trường hợp nó như vậy nè, anh em sổ bữa nay qua mai anh em nhấp nó gì đó cái qua mai mốt nó không biết, cái anh em cầm vô tay cái hay là bạn anh em ăn biết cầm vô tay gà nó cứ ngắt một cục. Gà hôm nay vô dữ trời ơi, hẹn đi. Hẹn cái mình cũng anh em cũng đâu để ý gì mà con gà nó, anh em nhiều anh em không để ý gì căng cơ gà không căng. Cầm cũng cứ ngắt đi rồi hẹn tới giờ lên cửa gà nhảy chút xíu à, cái anh em đổ thừa người ta chơi băng keo, anh em sẽ đổ thừa người ta chơi hút băng keo anh em. Ta chơi cái này cái nọ gà mình kỳ vậy đó, con gà mình nó nhảy không lên, sự phải là do mình không biết con gà nó bị căng cơ nè. Nhiều con gà anh em sổ quá nó cũng căng cứ ngắt con gà, nhưng mà sự ra những cái vụ lúc anh em đá xong gì cũng vậy, nó cũng căng cứ ngắt con gà để làm gì. Căng anh ấy biết là lúc căng con gà là không được chích thuốc, con gà lúc đang căng cơ không được chích thuốc, tại cơ nó căng là cơ nó chích thuốc vô nó không không có chạy xuống nha. Đó rồi con gà phì trong cũng không được thúc, mình biết mình cảm nhận con gà nó liều phìu đều cảm nhận bằng tay hết nha. Con gà bị căng cơ anh em đừng có làm nó, tại tự nhiên vài bữa sau nó cơ nó xả ra, con gà nó bình thường lại. Nhiều con gà nó căng cái bẹ nó lượng cái lượng bình thường phải không, bẹ mà cho bái này. Nó cứ ngắt luôn, anh em là biết nuôi gà bị căng cơ này, biết nó cứ ngắt à. Nó ổn lắm đó, bên nuôi gà nhiều cái để học lắm nên chứ không phải là nuôi cho ăn lúa gì vậy. Đó nó kiến thức đó là vô biên, nó rất là nhiều mà anh em phải cảm nhận được nhiều cái từ 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 từ, anh em phải nhớ điều hay điều mỗi một cái gì đó phải cầm, mình phải nhớ với bộ não mình để thời gian này sau này tích lũy cái kinh nghiệm đó, chứ không có ai mà dạy anh em hoài. Hỏi cái anh em hỏi, hỏi anh em hỏi ai đâu mà không chỉ anh em hoài, đúng không? Tự mình cảm nhận, tự mình học, cái gì không biết thì hỏi. Nhưng mà nhiều người cái anh nó cắt cắt đó là nó không, nó biết, nó không biết luôn, nó hỏi nó không biết luôn, nó chỉ là bậy luôn.
là làm sai một cái hại này nữa. Còn tại vì đâu có ai chịu thua ai đâu, ai cũng nói là ai cũng giỏi rất nhiều. Mình ra đường mình gặp tiếp xúc với nhiều nhiều người, mình mới có hỏi có nói con hỏi con cái mà ông lợ đầu người ta sổ cũng có lọc han ra, người ta phân ra là người ta biết hết gì con gà luôn. Nhưng mà sự ra cầm con gà mình biết liền là người không biết nuôi. Gian nuôi gà mà nuôi con gà mục đích là không được, hay là liều phiều mỏng gì đó, hay là gà ốm quá rồi anh em nói con gà nó không ăn, nó số ký nó vậy vậy, nó sung quá là không được, không ăn phải đút nó ăn, nhưng mà đút ít hay đút nhiều mình biết gia giảm là thức ăn. Ờ con gà nó kén ăn, nhưng mà nuôi con gà nó đút lố tay nè, hơi lố à, đút hơi nhiều, rồi mình phải gia giảm lại thức ăn, cũng như là mình dắt cái cục ngón tay cái vậy nè. Mình ví dụ nhanh như mình đút mình hoành cũng làm clip ngoài đó, đút cũng bị lớn vậy. Ờ con gà nó ốm đút là 10 cục mà nó 2 kg mấy, cũng như tướng con gà nó 3 kg 3 kg mấy, 2 kg mấy mình đút thức ăn nó cục ngón tay cái vậy nè, đút nó từ từ. Ờ con gà phải đút là từ giá 10 cục là 12 cục. Ờ gà ốm quá phải đút nhiều chút, thì con gà mà nó lên tay rồi mình đút ít lại là giật từ từ là 9 cục 8 cục. Con gà mấy ký đó mình đút nó gia giảm lượng thức ăn của nó là ăn thua mình nữa. Mình nuôi gà phải cảm nhận cổ tay con gà như thế nào để mình gia giảm lượng thức ăn, thấy không? Rồi anh em hỏi là tại sao nuôi con gà mà đá bo lớn bo không lớn được, là do ăn uống nữa. Nếu mà con gà anh em nó liều phèo, nó hay mập, hơi mập thôi nha, thì một hồi nó hở dốc đá dài chân mới là con gà nó nhão nó liều phèo đó. Rồi con gà mình nó mập quá, đá mấy chân đậu hồi nó thở nó đá không thật lên luôn, chân nó không là một đá đó, thấy không? Con gà ốm quá vậy, ốm á thì vô sụp dài chân hay là thấy nó lòi cái ốm ra liền nha, dài chân là nó sẽ lòi cái ốm nó ra liền. Ở nuôi gà là một cái môn nuôi gà này mà nói với em nó đúng chẳng đúng qua ga luôn, là nó phải nói là cái môn nghệ thuật nuôi gà là một cái môn nghệ thuật, y như một trồng một cây kiểng vậy, y như họ trồng kiểng vậy. Trồng kiển lúc nào họ muốn ra bông là nó ra bông, lúc nào không cho ra bông là không cho ra bông, và lúc nào họ muốn cây biết cái cây của họ, lá của họ nó thiếu chất gì để họ thêm phân này nọ hay là bớt phân, dư phân là cái lá nó xanh lè hay đậm gì đó thì họ sẽ giảm phân lại, thấy không? Thôi sẽ giảm lại rồi thêm cái phân gì và giảm cái phân gì là một cái nghệ kỹ thuật của người ta ghiền, cũng là một cái nghệ thuật đó. Ta trồng cây đẹp hay là tốt gì không nữa, nhiều khi anh em thấy người ta trồng cây kiểng thấy đẹp nhưng mà đem mua về cây nó thời gian sau nó hư cây luôn, tại mình không có chăm sóc. Thì cũng như một con gà vậy đó, anh em nuôi phải em phải cảm nhận nó, nó thiếu ăn uống ít hay nhiều đó là mình phải cảm nhận, vậy mình tập luyện như thế nào, bài bản như thế nào đó, chứ không phải là nhắm mắt há họng mà mở đi hậu ra giờ bắt chước theo đủ thứ chuyện hết, mà chứ con gà không làm được gì hết. Tại sao con gà Hà Lan bắt vô sổ đó hay mà đem vô nuôi một nửa tháng sau, tháng sau sổ càng lúc con gà đá càng dở nó không lên luôn. Còn anh em hỏi mình nhiều cái vậy trả lời sao nhỉ? Là do anh em nuôi anh em phải biết cảm nhận nhìn con gà, chứ mình hỏi mình cũng không biết. Đúng không? Mình phải tự cảm nhận tại sao con gà Hà Lan nó đá giỏi mà sao vô lại đá dở. Tại sao con gà Hà Lan nó đá dở mà đem nước nuôi vô lại thì nó đá giỏi. Tại vì con Hà Lan không mà nó hay mập quá, nó đá không hay. Nó ốm quá, nó đá cũng dở. Mình nuôi đủ tay đủ đầu lại, trong một tuần lễ mình sổ lại con gà đó ha. Tại vì cái người biết nuôi, biết vô tay, biết phân biệt con gà như thế nào. Cũng như một cây kiển anh em qua một cái tay của anh em trồng cái cây đó không có gì hết. Nhưng mà cái người nghệ nhân người ta nhìn sẽ biết cái cây đó nó cái form dáng nó đẹp, ta đem về nó cắt tỉa gì đó. Người ta chăm sóc nó phân bón nó tưới nước lúc nào ta làm gì đó. Cái cây tự nhiên nó bung ra nó phát ra lại. Nó đẹp ra lại. Trong tay mình thì cây nó hay uống khô không được hết, nhưng mà qua tay một nghệ nhân, người ta đã chơi lâu năm cái cây đó rồi, người ta biết là thiếu chất gì đó, người ta thêm phân bớt gì đó, và người ta làm như thế nào đặt gì đó, cái cây nửa tháng sau nó tốt lại, nó đẹp ra, đúng không? Cái gì phải gì, một cái là cái nghệ thật. Bây nuôi gà anh em nên thử tự học tự tập bằng tay để cảm nhận con gà của mình nha.